Lễ dân y Katina năm trước, con đến chùa và xin cúng dường sư. Sư từ chối vì bảo chút nữa đợi lễ dân bát cúng dường đến cùng với các sư luôn. Nhưng sau đó con không thấy sư cầm bát và đi với các sư, nên con có tìm đến xin cúng dường sư lần nữa. Lúc đó sư hơi lưỡng lự và từ chối khéo. Con nghĩ con tu học còn nhiều yếu kém và sai sót, nên chắc có làm gì đó làm sư lưỡng lự khi nhận cúng dường. Kính mong sư giải đáp giúp con để hiểu lần sau không phạm sai lầm nữa. Cái vấn đề nó ở cái phía sư nó như thế này nè, là khi mà sư âm bát để khất thực á, trong những cái ngày không phải lễ, khi mà sư âm bát để khất thực á, thì cái bát của sư á, chỉ nhận thực phẩm thôi, không có nhận tiền. Thành ra sư có cái tác ý là cái bát này đó, cái bát này thì ít nhất là nó sẽ không có để tiền vào cái bát này. Thành thử khi mà những cái buổi lễ mà chư tăng đi bát á, sư có ôm bát nhưng mà sư không có đi, bởi vì sư nghĩ là nếu mà đi á, nếu mà đi mà Phật tử họ bỏ tiền vào trong bát mình nhận á, thì nó lại đi ngược và lại với cái ý muốn của sư là cái bát đó sư không muốn để tiền. Mà nếu như không nhận á thì nó sẽ kỳ khôi, bởi vì các vị trước đi trước ai cũng nhận hết, các vị đi sau ai cũng nhận hết, có riêng ông này ông không nhận, ông làm cái chuyện ngược đời. Thành ra là sư tránh cái chuyện đó, sư không có đi, sư không có đi. Quý vị có thể nói sao cũng được, nhưng mà cái ý của sư khi đó là như vậy. Và sư nghĩ cái người này có thể là người nữ, bởi vì sau đó khi mà sư không có đi á, sư không có đi mà quý vị dâng riêng, thì tại thời điểm đó có thể là sư không biết nhận bằng cái gì, quý vị hiểu không? Sư ai tiếp xúc với sư thì sẽ biết là sư không cầm trực tiếp đồ vật từ người nữ, sư không cầm trực tiếp đồ vật từ người nữ. Quý vị có cúng dường sư cũng không có nhận trực tiếp, quý vị ví dụ như quý vị có đem một cái bọc trái cây cúng dường sư cũng không có nhận trực tiếp tay sư mà đụng trực tiếp, mà nó sẽ thông qua một cái vật trung gian. Mà như vậy sư ôm cái bát, sư không thể đưa cái bát ra nhận được, mà sư quanh đó có thể vào thời điểm đó nó cũng không có cái chỗ nào mà để là cái vật trung gian. Thành thử làm sư lưỡng lự, thành ra sư không có nhận, tại vì sư không biết nhận bằng cái gì đấy. Thành ra quý vị thông cảm, quý vị thông cảm. Vì nhắc sư nhớ một lần sư nhờ cái cô này đó, cô đứng giữa đường, cô đứng giữa đường tức là cô chắn cái đường mà sư đi. Cụ thể sư đi sư bỏ cái chai nước thôi, sư bỏ chai nước thôi. Cổ chắn cái đường sư đi, cái giỏ bỏ chai nước nằm nằm sau lưng cổ, cổ chắn cái đường. Cổ thấy sư bối rối, sư cầm cái chai mà sư đứng đó sư chờ. Cổ nói sư đưa con, rồi con bỏ vô cho. Sư mới để cái chai đó, sư để lên trên cái ghế, sư không đưa trực tiếp cho cổ mà sư để lên trên cái ghế để cho cổ cầm cái đó, cổ bỏ. Thì do cô này cổ không có hiểu cái luật của chư tăng á, thành ra cổ phản ứng rất là dữ dội. Cổ nói là sư giống giống như cái kiểu mà sư coi thường cổ, sư miệt thị cổ, kiểu mà sư coi thường, sư không có đưa tận trực tiếp cho cổ. Thì sẵn đây sư nói để quý vị hiểu giùm, là sư không theo luật á, là chư tăng không có cầm nắm trực tiếp đồ vật từ người nữ. Trong trường hợp mà ôm bát thì quý vị đặt vô trong cái bát ha. Còn trong trường hợp mà không có cái gì hết thì có thể quý vị để trên cái thềm. Trong kinh đó, trong kinh là các cái mình gọi là tứ vật dụng đó, thì họ để ở dưới chân vị tỳ kheo, để dưới chân tức là không có chạm vào. Nhưng mà bây giờ mình không muốn để dưới chân, có thể để ở một cái chỗ nào đó, cái chỗ nào đó thuận tiện để cho vị sư đó cầm, tức là mình tránh cái chuyện mà cầm trực tiếp.
Nó như vậy thôi. Nó thuộc về, thứ nhất là thuộc về cái giới, cái thứ hai là do sư cũng ngần ngại là sư không muốn cái bát sư mà nó có cái đồng tiền ở trong đó, thành ra là hôm đó nó là như vậy.